Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình thông báo rằng, trong 6 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh đã tiếp đón 2,36 triệu lượt khách tham quan, du lịch, tăng 28,8% so với cùng kỳ năm trước, đạt 67,4% kế hoạch năm. Trong đó, có 240.000 lượt khách quốc tế và 2.120.000 lượt khách nội địa. Tổng doanh thu từ ngành du lịch đạt 2.300 tỷ đồng, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm trước, đạt 59% kế hoạch năm. Một phần quan trọng của thành công này đến từ du lịch cộng đồng. Hình thức du lịch này không chỉ thu hút du khách đến khám phá và trải nghiệm tại tỉnh Hòa Bình, mà còn đóng góp vào việc tạo sinh kế bền vững, giúp đồng bào dân tộc thiểu số và người dân ở vùng núi thoát nghèo và làm giàu. Bản Lác, Mai Châu, Hòa Bình đã trở thành điểm khởi nguồn và phát triển thành công mô hình du lịch cộng đồng đầu tiên tại Việt Nam từ những năm 1990. Hiện nay, mô hình này đã lan rộng và phát triển thành công tại nhiều địa phương khác trên toàn tỉnh Hòa Bình, đặc biệt là tại các bản vùng cao nơi đồng bào dân tộc Mường, Kinh, Thái, Tày, Giao và Mông sinh sống. Bản Đá Bia, Hòa Bình vẫn giữ nguyên nhiều ngôi nhà sàn truyền thống của đồng bào Mường. Mô hình du lịch cộng đồng không chỉ đơn thuần là việc chuyển đổi sang một ngành nghề mới, mà còn dựa trên việc tận dụng nguồn tài nguyên phong phú và kết hợp giữa nông nghiệp và du lịch để tăng thu nhập và cải thiện sinh kế cho người dân. Mô hình du lịch cộng đồng tại Bản Lác, huyện Mai Châu, trong hơn 30 năm phát triển, vẫn là điểm đến du lịch cộng đồng hấp dẫn nhất và được nhiều khách trong và ngoài nước lựa chọn, đặc biệt là vào dịp cuối tuần, lễ và Tết. Ngoài việc cung cấp dịch vụ đón tiếp và nghỉ ngơi cho khách, các hộ dân tại bản vẫn tiếp tục thực hiện các hoạt động như cấy lúa, trồng hoa màu và bảo tồn. Tháng 6 năm 2014, Tổ chức phi chính phủ Action on Poverty, AOP, của Australia tại Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Đà Bắc đã thực hiện dự án du lịch cộng đồng tại Đà Bắc. Xóm Đá Bia là một trong những địa điểm được chọn để phát triển du lịch cộng đồng. Hiện nay, xóm Đá Bia đã có 5 nhà nghỉ cộng đồng với không gian sinh hoạt mang dấu ấn văn hóa nhà sàn của đồng bào Mường Đà Bắc. Ngoài việc sử dụng tiếng dân tộc và tiếng Kinh, đa phần phụ nữ, thanh niên và trẻ em trong xóm còn biết nói tiếng Anh và tiếng Pháp một cách thành thạo. Bà Bùi Thị Nhềm, chủ homestay Ngọc Nhềm tại xóm Đá Bia, huyện Đà Bắc chia sẻ rằng trước đây, xóm Đá Bia thuộc huyện Đà Bắc được xem như một hòn đảo cách biệt bởi núi rừng và dòng sông. Từ khi bắt đầu hoạt động homestay với sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương và tổ chức AOP, những căn nhà sàn đã được cải tạo và xây dựng lại, vẫn giữ nguyên kiến trúc độc đáo và văn hóa riêng của người Mường Đà Bắc. Điều này không chỉ đáp ứng nhu cầu ăn, ngủ, nghỉ của du khách mà còn kết nối và cung cấp nhiều dịch vụ trải nghiệm đa dạng. Bà Nhềm nói thêm rằng tất cả hộ kinh doanh homestay đều hợp tác, chia sẻ khách với nhau, góp phần tạo thu nhập ổn định và cao cho các gia đình. Cô cho biết, từ tháng 3 năm 2022 đến nay, vào các ngày cuối tuần và lễ, xóm Đá Bia luôn đón khách với tình trạng phòng kín. Việc hợp tác và chia sẻ khách giữa các hộ kinh doanh homestay giúp mọi người có thu nhập ổn định và tốt hơn trong cuộc sống hàng ngày. Không chỉ ở xóm Đá Bia, ở huyện Đà Bắc còn có xóm Ké thuộc xã Hiền Lương nằm trong vịnh Hiền Lương, một nhánh của Hồ Hòa Bình, với 112 hộ dân dân tộc Mường sinh sống. Tại xóm Ké, du khách có cơ hội tham gia vào các hoạt động thú vị như bơi bè mảng, chèo thuyền kayak, thăm trung tâm nuôi cá giống, viếng đền Đôi Cô và thả mình trong dòng nước mát lành chảy từ thác suối Trạch. Từ đây, du khách cũng có thể tự do đạp xe và đi bộ trên các con đường mòn nguyên sơ, khám phá vẻ đẹp tự nhiên và văn hóa độc đáo của vùng đất này. Cách đó không xa, xóm Sưng thuộc xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc nằm ở độ cao 530m so với mực nước biển, tựa vào dải núi Biểu hùng vĩ. Phía trước là cánh đồng ruộng bậc thang uốn lượn theo sườn đồi, tạo nên bức tranh phong cảnh hùng vĩ và lãng mạn. Xóm Sưng là nơi sinh sống của 75 hộ dân, toàn bộ là đồng bào dân tộc Giao Tiền. Tại đây, du khách có thể tham gia cùng người dân trong các hoạt động như cấy lúa, trồng rừng, nấu cơm và đánh bắt cá. Bản Ngòi thuộc xã Ngòi Hoa, huyện Tân Lạc nằm bên vịnh Ngòi Hoa, được mệnh danh là Vịnh Hạ Long trên núi, với hồ nước hòa quyện cùng những đảo đá và rừng cây. Du khách đến đây có cơ hội thả mình vào không gian thanh bình của những nếp nhà sàn truyền thống, trải nghiệm đánh bắt thủy sản trên hồ, khám phá thác nước và hang động hoang sơ, đặc biệt là động Hoa Tiên đã được xếp hạng là di tích thắng cảnh cấp quốc gia. Xóm Tiện thuộc xã Thung Nai, huyện Cao Phong là điểm đến cho du khách muốn hòa mình vào phong tục tập quán và nếp sống văn hóa truyền thống của người Mường. Đây cũng là nơi du khách có thể tham quan hơn 40 nếp nhà sàn truyền thống của đồng bào dân tộc Mường. Thậm chí, tại xóm Bích Trụ thuộc xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình, du khách có thể thư giãn bằng cách đạp xe, đi bộ để khám phá bản làng và thưởng thức các món ăn đặc trưng như cá nướng, gà nấu măng chua, rau đồ. Những nỗ lực đầu tư và phát triển du lịch cộng đồng ở các bản Lác, bản Văn, bản Hịch, bản Đá Bia đã được công nhận bằng giải thưởng ASEAN Homestay. Phát triển du lịch cộng đồng không chỉ mang lại trải nghiệm văn hóa và thiên nhiên độc đáo mà còn gắn liền với mục tiêu xây dựng nông thôn mới phù hợp với tiềm năng và thế mạnh của từng địa phương.
Tỉnh Hòa Bình đang tập trung vào mục tiêu phát triển du lịch cộng đồng đến năm 2030 với việc xây dựng cơ sở vật chất cho 290 hộ du lịch cộng đồng và thu hút hơn 1,65 triệu lượt khách tham quan du lịch. Thu nhập từ du lịch cộng đồng sẽ chiếm 19,5% tổng doanh thu du lịch tỉnh. Đồng thời, tỉnh cũng hỗ trợ mô hình du lịch cộng đồng cho các xã miền núi, đầu tư và nâng cấp hạ tầng giao thông kết nối các điểm du lịch cộng đồng. Các điểm du lịch cộng đồng tại Hòa Bình đã thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước, đặc biệt nổi bật là khu du lịch Mai Châu. Trước dịch COVID-19, năm 2019, doanh thu từ du lịch cộng đồng tại đây đạt trên 400 tỷ đồng, chiếm 16% tổng doanh thu ngành du lịch Hòa Bình. Cơ sở quy hoạch và phát triển các điểm du lịch cộng đồng đã được tỉnh Hòa Bình chỉ đạo. Chính quyền địa phương đầu tư hạ tầng, kết nối đường xá, phát triển viễn thông, bảo tồn làng nghề truyền thống và văn hóa. Người dân được đào tạo nâng cao nghiệp vụ và ngoại ngữ để phục vụ du khách. Tích hợp hoạt động như chèo thuyền kayak tại xóm Ké, xã Hiền Lương, huyện Đà Bắc, Hòa Bình đã xây dựng mạng lưới các điểm du lịch cộng đồng ở các huyện như Mai Châu, Đà Bắc và khu du lịch Hồ Hòa Bình. Tỉnh có hơn 20 làng du lịch cộng đồng với hơn 150 nhà nghỉ cộng đồng.